Rồi xin chào quý vị và bạn trở lại với chân đồng xe hơi. À, tháng 1 thì với những cái xe đã trong nước, chúng ta sẽ có vi sản xuất 2022. Tuy nhiên đi kèm với đó là trong cái tình trạng dịch bệnh như này thì những cái xe sản xuất từ tháng 12 2021 thì vẫn còn tồn khá khá nhiều tại những cái đại lý như này. Thì trong tháng 1 tới cũng là tháng cận kề Tết rồi thì chúng ta có thể hai có sự cân nhắc hai lựa chọn. Một là đặt xe mới 2022 Tuy nhiên thì cái mức giá nó sẽ khá là cao và ít khuyến mại Hai là chúng ta mua xe 2021 Với cái mức khuyến mại có thể nó được ưu đãi khá là tốt Kết hợp với giảm thuế trước bạn 50% Vẫn được áp dụng đến hết nửa năm nay Ở Trong video này thì em cập nhật nhanh cái giá xe khuyến mại của Honda City Tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì hiện nay với các bác đang ở Bắc Ninh ấy, tìm mua xe Honda City Bán chạy nhất thì vẫn là phiên bản RS 599 triệu đồng Màu đỏ các bác cộng cho 5 triệu nhé 604 Ở Khuyến mại tiền mặt thì Nó đang giao động vào khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng Ở Đi kèm với đó là Giao động vào khoảng từ 25 đến 30 triệu phụ kiện Tùy chọn theo xe Với cái mức giảm như này thì chúng ta lăn bánh Đâu đó vào khoảng 618 đến 620 triệu đồng Ở Màu đỏ thì các bác cứ cộng cho 5 triệu thôi nhé thuế thì vẫn đóng là 30 triệu rồi. 5 triệu đăng ký đăng kiểm. Đó. Ở phiên bản City 1.5L, mức giá niêm yết là 569 triệu đồng. Thì hiện nay thì đãi tiền mặt nó dao động vào khoảng từ 15 đến 17 triệu đồng. Ờ ngoài phụ kiện tặng kèm thì cũng dao động vào khoảng 30 triệu nhé Ờ xe này thì bên em bán cũng khá khá nhiều. Tuy nhiên thì cái bộ ghế da ấy, mà chúng ta chọn để lắp chính hãng trong xe ấy, cái giá trị nó khá lớn thì thường các bác sẽ cố mua luôn CTRS đó còn CT 1.5G 529 triệu ấy. hay CT 1.5E 499 triệu thì hiện nay cái giảm tiền mặt nó chỉ dao động vào khoảng 15 triệu thôi khuyến mại thì cũng sẽ được ít hơn vì cái lượng xe này nó không có nhiều đó, thì với các bác đang ở Bắc Ninh hay Bắc Giang Có nhu cầu tìm mua xe Thì vui lòng alo trực tiếp giúp em Để chúng ta nhận được thêm khuyến mại này Tư vấn thêm về màu xe, lịch xe Khuyến mại này thì là em cập nhật cho những xe 2021 nhé Còn xe 2022 thì thật sự là nó chưa có lịch về Nên là bọn em cũng chưa có giá bán Và anh chị có nhu cầu tìm mua xe Thì có thể alo để bọn em sắp xếp lịch lái thử này À, hẹn gặp ở showroom tư vấn đó à, hiện nay thì giá khá là mềm uhm, so với uh, các đối thủ như là Hyundai Accent hay Toyota Vios còn uh, so với thời điểm trước ấy, thì uh, City cũng đã lên giá khá khá nhiều rồi đâu đó vào khoảng từ 20 đến 30 triệu kể từ lúc uh, trước thông tin giảm thuế nhá Tuy nhiên thì đây vẫn là một cái mức giá lăn bánh khá hợp lý cho anh chị mà đang có nhu cầu tìm mua trước gia đình hạng B và có thể nói là đây là lựa chọn tốt nhất cái tầm xe đan hạng B như bây giờ còn không nói đến những cái mẫu gầm cao nhé Chắc em sẽ cập nhật thêm giá sau rồi Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo